lớp 12A5. 12D5 ạ. 12D5 ạ. Lớp 12D5 khẩn trương đội hình đi con. Sẵn sàng chưa? Thank you.
lớp 12A5 ạ? 10Q1 và 10A5 ạ? 12A5, bạn đi thử xem đội hình đông không nào? Q1. Mời Q1. Lớp 10 Q1 đâu? Lớp 10 A5 ta sẽ thi đợt sau vì chỗ này đông quá. Lớp 10 Q1 sang bên này đi con. Các anh chị lớp 12 A5 các con sang bên tay trái qua đi. Sang nữa sang đi. Lớp 10 Q1 các con sang bên tay phải bên này. A5 đến đây thôi, đến gốc cây A5, đến gốc cây này. Ở bên phía gốc cây kia, các con dịch nó ra. Lớp 10 Q1 sang bên đây ạ. Lớp 10 Q1 ở giữa. Ngồi xuống mặt đi. Lớp 10 A5. 10 A5 vào đây. Lớp 10 Q1 ngồi xuống dưới đi con. Đi con. Đội hình 10Q1 các con đứng thoải mái chưa? Rộng chưa? Đủ đội hình chưa? Sẵn sàng chưa? Bộ phận năm sang cho con xem một chút nữa để các con không bị chán các em. Lớp 10 Q1 bên kia còn rất là rộng mà đúng không? Sau đó là đến phần thi dự thi riêng của từng lớp. Thank you.
Monday,